Chương trình đồng hành cùng nhân dân của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 15 tháng 8 vừa qua thì tất cả các kênh truyền hình analog ở năm thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã ngắt sóng, hoàn thành cái giai đoạn 1 của lộ trình số hóa. Và tiếp theo đó sẽ là 26 tỉnh thành, gồm có 13 tỉnh của miền Bắc, 3 tỉnh của miền Trung, 3 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và 7 tỉnh của khu vực Tây Nam Bộ, trong đó có Đồng Tháp cũng sẽ ngắt sóng analog trong cái giai đoạn 2 này. Mặc dù là đã được thông tin tuyên truyền rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều thắc mắc liên quan đến cái vấn đề tắt sóng analog. Do đó thì trong chương trình đồng hành cùng nhân dân ngày hôm nay thì với chủ đề đó chính là số hóa truyền hình thì chúng tôi có mời đến phim trường. Xin được giới thiệu ông Quỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Xin kính chào quý khán giả xem đài. Và vị khách mời thứ hai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền hình Kỹ thuật số miền Nam, viết tắt là SDTV. Dân hai vị khách mời tham gia chương trình sẽ thông tin cùng với quý vị và các bạn liên quan đến những cái vấn đề của lộ trình số hóa cũng như là những cái thắc mắc mà quý vị và các bạn gọi điện thoại đến chương trình. Và nếu mà quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan đến chủ đề ngày hôm nay của chương trình thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại rất là quen thuộc, đó là 0673855333. Đồng hành cùng nhân dân, giải đáp thắc mắc của bạn. Dân thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay thì khi mà chúng ta mua một cái chiếc TV á, thì chúng ta chỉ cần trang bị thêm một cái anten nữa là chúng ta có thể thoải mái xem TV. Đó là một cái thói quen của hầu hết tất cả các gia đình, dù là ở nông thôn hay là thành thị. Mặc dù là cho đến thời điểm hiện nay thì cũng có không ít những cái gia đình đã chuyển sang sử dụng truyền hình cáp hoặc là truyền hình kỹ thuật số với chất lượng cao hơn. Nhưng mà cái việc mà ngắt sóng analog các kênh truyền hình thì vấn đề này cũng đặt ra rất là nhiều thắc mắc, đặc biệt là đối với bà con nông dân. Tôi đang xài anten trời nhưng mà đang nghe phong phanh là cũng như sau này anten trời này sẽ không mắc đài nữa. Vô chảo DVT mặt đất gì đó, nhưng mà không biết chất lượng ra sao, giá cả ra sao. Hồi đó giờ xài anten trời thì không có tốn tiền, mà bây giờ xài bên này thì tốn tiền. Hiện giờ bà con cũng rất là lo lắng là không biết là cắt rồi sẽ như thế nào để mà coi được cái tin tức thời sự. Nhưng vừa rồi là những thắc mắc mà chúng tôi đã ghi nhận được từ một số ý kiến của bà con nông dân. Thưa các diễn giả tham gia chương trình, đầu tiên là một câu hỏi dành cho ông Quỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ạ. Ông có thể giải thích rõ là số hóa truyền hình là gì và tại sao thì chúng ta phải chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất ạ? Kính thưa bà con, cô bác, quý thính giả xem đài. Để trả lời câu hỏi này thì chắc có thể là mình hiểu theo một cách là đơn giản thôi. Số hóa truyền hình mặt đất là cái quá trình chuyển đổi công nghệ phát sóng và thu sóng truyền hình. Và từ cái truyền hình là từ phát sóng mà analog chuyển tức như là truyền hình tương tự sang cái truyền hình số là digital. Thì trong cái quá trình thực hiện cái này thì nó đòi hỏi là có cái sự chuẩn bị tốt là giữa cái nhà phát sóng và cái nơi là thu, ở đây là cái đơn vị phát, thì ở đây là có cái chỗ công ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam là SDTV là về cái phát, còn phần thu là những cái thiết bị mà bà con để dùng để mà bắt xem cái truyền hình TV. Thì đến cái thời điểm này thì đúng là cái chỗ trong ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam thì nói chung thì cũng rất là phải nói là tập trung để mà lắp cái trạm phát sóng ở tại Đồng Tháp. Thì còn riêng ở Đồng Tháp thì cũng đã triển khai nói chung là để lắp đặt các cái thiết bị thu sóng truyền hình số ở những nơi mà nó bị ảnh hưởng trong cái đợt mà phát sóng ở tắt sóng cái analog ở Cần Thơ. Thì truyền hình tương tự mặt đất sẽ ngừng hoạt động khi là cái dự án cái truyền hình số hóa này đã chính thức đưa vào hoạt động. Thì hiện nay là ở Đồng Tháp cũng đang triển khai cái này, và cái lộ trình thì
theo cái thông tin thì mới nhận được thì cũng chưa chính xác, thì nó có những cái thay đổi, thì có thể là một tây tháng 4 năm 2017 là ở Đồng Tháp mới chính thức là tắt sóng cái truyền hình là analog. Chúng ta có thể thông tin cụ thể hơn là vì sao mà chúng ta lại có sự chuyển đổi qua truyền hình số mặt đất ạ? Sở dĩ chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số mặt đất thì tôi nghĩ đây là một cái yêu cầu tất yếu rồi. Với cái sự phát triển của công nghệ rồi áp dụng các cái công nghệ mà hiện có thì cái vấn đề mà để chuyển đổi từ cái truyền hình tương tự sang truyền hình số là cái yêu cầu tất yếu. Mà theo được biết thông tin thì hiện nay thì trên thế giới thì rất là nhiều nước đã triển khai cái chuyển đổi từ cái tương tự sang cái phần số hóa truyền hình mặt đất, và cái hiệu quả rất là cao, mang lại cái lợi ích rất là lớn và trong phục vụ nhân dân, rồi trong vấn đề mà các ứng dụng trong cái công nghiệp truyền hình rồi đất nước thì nói chung là nó cũng rất là hiệu quả. Riêng ở Việt Nam thì cái dự án đề án mà số hóa truyền dẫn truyền hình mặt đất thì cũng chúng ta cũng đang làm ở Đồng Tháp, thì nói chung nằm trong cái giai pha 2, tức là giai đoạn 2, thì trong triển khai thì đây tới cuối năm là cũng cố gắng để triển khai cho nó xong. Dạ. Như vậy là trước mắt là những tỉnh thành, 26 tỉnh thành mà thực hiện ngắt sóng analog vào giai đoạn 2 theo dự kiến ban đầu của lộ trình số hóa là ngày 31 tháng 12 năm 2016, nhưng mà theo thông tin của ông Quỳnh Thanh Sơn thì thời gian đã có sự điều chỉnh lại rồi, đó là có thể sẽ đổi sang vào đầu tháng 4 năm 2017. Tiếp theo thì xin được đặt một câu hỏi dành cho ông Nguyễn Đức Hòa. Thưa ông, xin ông cho biết là những cái lợi ích của người xem truyền hình khi mà chuyển sang sử dụng truyền hình số thì như thế nào? Kính thưa quý khán giả, về cái lợi ích khi chuyển từ truyền hình analog sang truyền hình số thì cái đầu tiên thì tôi xin bổ sung thêm một cái phần câu hỏi mà chị Hồng Lê đã đặt ra ban đầu. Tại sao phải lên chuyển từ truyền hình analog sang truyền hình số? Thì cái việc mà chuyển truyền hình analog sang truyền hình số nó nhằm mục đích đem lại cái tiện ích rất lớn cho phía người xem và cho cả phía phát sóng. Cụ thể là các cái nếu ở thời điểm này là các đài truyền hình và chuyển qua lộ trình số hóa thì là các cái doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng số khu vực cũng như là truyền dẫn phát sóng số của quốc gia. Lợi ích của người xem khi thu tín hiệu truyền hình số mặt đất so với tín hiệu truyền hình analog, truyền hình tương tự hiện nay, đó là cái chất lượng khác biệt về chất lượng hình ảnh và âm thanh. Đồng thời nữa là người dân có thể cùng một lúc thu xem được nhiều kênh chương trình hơn đối với là cái kỹ thuật thu analog cũ. Tôi nói thí dụ như ở Đồng Tháp chúng ta hiện nay, người dân đang dùng anten trời thì có thể thu được 7-8 kênh chương trình của các tỉnh lân cận và của tỉnh Đồng Tháp mình. Nhưng khi chuyển qua thu tín hiệu truyền hình số mặt đất thì người dân có thể cùng một lúc thu xem hơn 40 kênh chương trình, và thậm chí nếu ở khi mà hoàn chỉnh có thể lên tới 6-70 kênh chương trình mà không phải tốn phí. Đồng thời là cái số hóa nó đem lại cái lợi rất lớn cho kỹ thuật truyền dẫn phát sóng. Đấy là nhà nước sẽ tiết kiệm được cái tài nguyên tần số. Thay vì hiện giờ ở cả nước chúng ta có 63 kênh đài 63 tỉnh thì tương tự vậy có 63 kênh truyền hình của các tỉnh. Mỗi kênh vậy chiếm một cái tần số phát sóng. Với cái chuyển qua kỹ thuật số mặt đất ấy, thì một tần số phát sóng có thể tải được trên 20 kênh chương trình. Có nghĩa hiện nay là một tần số có thể tải được 20 tỉnh thành trở lên. Thì như vậy là cái tài nguyên tần số sẽ được tiết kiệm rất là nhiều. Và đấy là về phía mặt kỹ thuật truyền dẫn phát sóng. Còn về phía lợi ích của người dân, người thu thì tôi đã giải thích rồi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Thưa ông Quỳnh Thanh Sơn ạ, như là chúng ta đã thông tin ban đầu rồi thì sẽ có hai giai đoạn để ngắt sóng truyền hình analog. Và ông có thể cho quý khán giả được biết là đối với từng giai đoạn mà mình thực hiện cắt sóng analog á, thì việc xem truyền hình của người dân, đặc biệt là đối với người dân ở tỉnh Đồng Tháp của chúng ta thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Hiện nay thì ở Đồng Tháp của chúng ta thì cũng đã triển khai giai đoạn 1 rồi. Thì những cái đơn vị là
như Châu Thành, Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò, thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười, là khi truyền hình Cần Thơ là tắt sóng analog thì nó ảnh hưởng tới này. Thì trong cái quá trình khảo sát thì có những cái vùng nó bị ảnh hưởng, thì chúng ta cũng đã triển khai về ủng hộ cái phần và cái thiết bị đầu thu số DVB-T2 cho những cái hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thì cái này đã cũng triển khai và lắp đặt cho những cái hộ nghèo và hộ cận nghèo là cũng được gần 21.000 mấy, thì cũng khoảng 22.000 cái đầu thu kỹ thuật số này. Và trong cái giai đoạn 2 thì sau khi khảo sát theo cái chuẩn hộ nghèo mới thì phát sinh thêm thì cũng 3.000 mấy. Thì trong đó thì gồm các cái đơn vị là như là Châu Thành, Sa Đéc, Lấp Vò, Lai Vung, thành phố Cao Lãnh, Tháp Mười, huyện Cao Lãnh, thì phát sinh thêm 3.000 mấy hộ nữa. Thì cái này là chuyển sang giai đoạn 2, và cộng vô chung cả tỉnh thì cái giai đoạn 2 là khoảng 34.000 mấy hộ nghèo là triển khai cho các cái đơn vị còn lại là Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng và một số xã còn lại của Tháp Mười và huyện Cao Lãnh. Yeah. Như vậy là ở cái giai đoạn 1, khi mà những cái thành phố lớn đã ngắt sóng analog rồi thì cái việc xem truyền hình của người dân Đồng Tháp bị ảnh hưởng, chúng ta không xem được. Vậy sau khi mà ngắt sóng hoàn toàn ở cả hai giai đoạn thì chúng ta có những cái cách nào đó để xem truyền hình hay không ạ? Cái việc những người dân mà không xem được trong cái trường hợp mà khi mà đã tắt sóng hoàn toàn, tức là tắt analog hoàn toàn, thì cái này thì đúng là mình xem lại coi cái thiết bị của người dân là sử dụng cái thiết bị như thế nào. Có thể là sử dụng các thiết bị, ví dụ những cái tivi, những cái màn hình LED, những cái thiết bị mà thu trước đây là cái sử dụng cái công nghệ cũ, là chưa có được tích hợp cái đầu thu số DVB-T2. Thì cái này thì người dân là phải sẽ, nếu mà nằm trong cái diện nghèo và hộ cận nghèo mà đã đủ cái điều kiện của Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra thì sẽ được hỗ trợ cái đầu thu này. Còn các cái đối tượng khác thì mình sẽ tự để mà trang bị để mà thu sóng. Còn riêng những cái hộ mà đã sử dụng các cái dịch vụ, ví dụ như là trả tiền, ví dụ như cái truyền hình cáp, rồi ví dụ SCTV, rồi VTV cáp, rồi ví dụ MyTV, rồi một số các cái truyền hình mà dịch vụ IP trên Internet, thì hiện nay thì các cái dịch vụ, những cái người mà sử dụng các cái dịch vụ đó thì không cần phải đầu tư hay là cái gì thêm ạ. Dạ, anh xin được cảm ơn phần trình bày của ông. Xin hỏi ông Nguyễn Đức Hòa về cái vấn đề mà nếu mà sử dụng truyền hình số mặt đất á, thì có rất là nhiều bạn xem đài quan tâm, đó là chúng ta phải tốn tiền thuê bao hàng tháng như là chúng ta sử dụng truyền hình cáp hay không ạ? Về cái này thì tôi xin trả lời rất rõ ràng và cụ thể với quý khán giả là truyền hình số mặt đất hiện nay ở Việt Nam thì có hai dạng. Một dạng là phát sóng truyền hình quảng bá hoàn toàn miễn phí, không thu tiền. Người dân có thể thu xem bất kỳ ở nơi nào có sóng truyền hình số mặt đất. Dạng thứ hai là truyền hình số mặt đất có thu tiền. Có thu tiền là một dạng truyền hình trả tiền. Thì tại Việt Nam chúng ta hiện nay có dịch vụ truyền hình số mặt đất có thu tiền. Đó là được cung cấp bởi công ty cổ phần AVG. Còn đối với công ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam chúng tôi là một doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng được Bộ Thông tin Truyền thông phân công truyền dẫn phát sóng trong khu vực Nam Bộ. Thì chúng tôi là đơn vị truyền dẫn phát sóng công ích, hoàn toàn không thu tiền. Khi truyền hình số mặt đất được triển khai tại Đồng Tháp, quý khán giả có thể thu xem tín hiệu của công ty SDTV hoàn toàn không tốn phí với hơn 40 kênh chương trình hiện nay. Song song đó, quý khán giả cũng có thể thu xem tín hiệu truyền hình số mặt đất của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, và đồng thời có thể thu xem tín hiệu truyền hình số mặt đất của đài truyền hình Việt Nam VTV. Đấy là những đơn vị phát sóng truyền hình không có thu phí. Dạ.
Xin được cảm ơn phần trình bày của ông vừa rồi ạ. Như vậy là khi mà chúng ta có trang bị đầu thu DVB-T2 chẳng hạn, thì chúng ta có thể xem được miễn phí đến tận 40 kênh. Đó là những cái kênh nào ạ? Chúng ta có được quyền xem những cái kênh giải trí giống như là việc mà chúng ta sử dụng truyền hình cáp có đóng phí hàng tháng hay không ạ? Dạ. Cái này thì rõ ràng là truyền hình số mặt đất mà chúng tôi truyền phát ấy, là chúng tôi truyền dẫn phát sóng các cái kênh truyền hình thiết yếu của các địa phương, các tỉnh thành trong khu vực Nam Bộ chúng ta. Và đồng thời chúng tôi cũng chọn lọc phát sóng một số kênh chương trình có sức hút đối với người xem, cũng như là có nhiều cái tiêu chí giải trí phù hợp với là khán giả. Nhưng tất cả những kênh truyền hình này không phải là những kênh truyền hình trả tiền. Vì vậy so với dịch vụ truyền hình trả tiền hiện nay như là truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh có trả tiền và truyền hình số mặt đất có trả tiền, thì sẽ có một số kênh chương trình mà quý vị không thể thu được ở trên truyền hình số mặt đất. Dẫn chứng thí dụ cụ thể như là các cái kênh truyền hình của nước ngoài được phát sóng ở trên truyền hình cáp thì không thu được ở trên truyền hình số mặt đất. Dạ, Dân Hà xin được cảm ơn phần trình bày của ông ạ. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay thì ở phần đầu chương trình cho tới bây giờ thì các diễn giả đã trình bày rất là nhiều thông tin liên quan đến lộ trình số hóa. Và thông qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều thắc mắc của quý khán giả xem đài. Giờ đây thì chúng tôi sẽ dành thời gian để các diễn giả có thể giải đáp trực tiếp những thắc mắc này. Đầu tiên thì xin được mời ông Nguyễn Đức Hòa sẽ giải đáp thắc mắc cho một khán giả giấu tên dưới nội dung câu hỏi, đó là giá đầu thu là bao nhiêu và thu phí hàng tháng là bao nhiêu ạ? Sau khi triển khai phát sóng ở giai đoạn 1 với cái diện tích phủ sóng khá lớn, khi chúng tôi phát sóng tại thành phố Cần Thơ, phủ sóng ra các tỉnh lân cận và tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cái thị trường đầu thu có một cái biến động rất lớn về lượng người mua sử dụng. Ở đây đi vào cụ thể câu hỏi hỏi về giá thành, thì xin thưa quý vị, thì hiện nay thì trên thị trường của chúng ta có rất nhiều loại đầu thu và giá thành dao động từ tầm khoảng 300.000 cho đến trên dưới 1 triệu đồng. Tùy theo chất lượng đầu thu thì giá thành tương ứng như vậy. Nhưng mà tôi cũng xin đặc biệt lưu ý rằng là trên thị trường chúng ta hiện nay có rất nhiều đầu thu không có nguồn gốc, là những đầu thu nhập lậu có xuất xứ từ Trung Quốc, và những đầu thu này có giá thành rất thấp. Giá thành rất thấp, nằm dao động trong khoảng dưới 400.000 một cái đầu thu. Khi lựa chọn đầu thu thì quý vị khán giả đặc biệt lưu ý nên tìm hiểu thông tin về đầu thu. Đấy là nên lựa chọn những đầu thu có hợp chuẩn hợp quy. Trên mỗi đầu thu hợp chuẩn hợp quy đều có dán tem, nhưng mà không loại trừ trường hợp là dán tem không đúng theo quy định hay là những tem giả, thì quý vị cần tra cứu trên trang web của Bộ Thông tin Truyền thông về những đầu thu được hợp chuẩn hợp quy. Dạ. Thưa ông có nhắc đến những cái đầu thu mà được gọi là đầu thu của Trung Quốc không đảm bảo về chất lượng. Không đảm bảo về chất lượng ở đây là như thế nào ạ? Chúng ta mua về chúng ta có thể sử dụng được hay không? Về sử dụng thì khi chúng ta mua về chúng ta vẫn có thể thu sóng, bắt sóng. Có thể là nó yếu hơn sóng của những đầu thu đạt chuẩn. Chúng ta vẫn có thể sử dụng được một thời gian, nhưng mà cái độ rủi ro, cái độ hư hỏng nó rất là cao. Có thể là quý vị khán giả xài vài tháng, thậm chí là có những cái đầu thu chỉ xài vài tuần là xảy ra hư hỏng, hỏng hóc. Đấy là vấn đề của những cái đầu thu nhập lậu. Dạ, vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Thưa ông Quỳnh Thanh Sơn, giờ đây thì xin được mời ông giải đáp thắc mắc của anh Tuấn ở Mỹ An Hưng B, số máy là 0121-207-6173 với nội dung câu hỏi như sau. Hộ gia đình như thế nào thì mới được hỗ trợ đầu thu, và gia đình liệt sĩ thì có được hỗ trợ đầu thu số mặt đất hay không ạ? Xin trả lời câu hỏi. Trước tiên thì theo quy định thì cũng khẳng định là chỉ có hộ nghèo và hộ cận nghèo thì mới được hỗ trợ đầu thu. Mà điều kiện để hỗ trợ đầu thu thì hộ nghèo và hộ cận nghèo thì đang sử dụng những cái thiết bị, ví dụ như TV, sử dụng cái công nghệ cũ, chưa không thể là thu được cái truyền hình kỹ thuật số. Rồi cái thứ hai là ở gia đình nó chưa cái trang bị cái đầu thu kỹ thuật số. Thứ ba là
chưa có xài các cái dịch vụ, ví dụ về cái dịch vụ những cái truyền hình trả tiền, ví dụ như truyền hình cáp, hồi nãy tôi cũng nói là ví dụ như truyền hình cáp, VTV cáp, rồi SCTV, rồi ví dụ như là MyTV và các cái truyền hình mà ứng dụng trên internet là IPTV và thì rất là nhiều. Nhưng mà cái này thì các anh nếu mà có sử dụng cái dịch vụ này thì không được cái hỗ trợ riêng được, và những cái TV mà cái thế hệ mới nhưng mà chưa được tích hợp cái đầu thu kỹ thuật số thì cũng sẽ được hỗ trợ. Và cái đối với hộ gia đình liệt sĩ thì theo cái hướng dẫn quy định thì không được để hỗ trợ cái đầu thu kỹ thuật số. Xin hết. Dạ, xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của ông. Thưa ông Nguyễn Đức Hòa, bây giờ thì xin được mời ông giải đáp thắc mắc cho anh Tâm ở Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp với nội dung câu hỏi như sau. Tôi thuộc hộ nghèo, đã được hỗ trợ đầu thu nhưng mà không biết vì sao mà một đài lại có nhiều tần số và sóng thì lại yếu ạ. Vấn đề này thì tôi xin được trả lời như sau. Về phía đầu thu kỹ thuật số mà hỗ trợ cho người nghèo, đây là những đầu thu được Bộ Thông tin chọn lọc cái đơn vị cung cấp. Xét về chất lượng là đảm bảo cho người dân có thể thu tốt tín hiệu. Nhưng mà có một cái vấn đề về việc mà thu từ cái nguồn phát sóng. Ở đây hiện nay cụ thể tại tỉnh Đồng Tháp chúng ta, do chúng ta là tỉnh Đồng Tháp chúng ta nằm ở trong giai đoạn 2 của lộ trình số hóa. Vì vậy cho nên tại tỉnh Đồng Tháp chưa có trạm phát sóng số mặt đất. Các hộ nghèo được phát sóng, được phát đầu thu trong giai đoạn 1 là những hộ đang có nằm trong cái khu vực mà được phủ sóng một phần của sóng tín hiệu từ cái nguồn phát sóng là Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Vì vậy cho nên là sẽ có một số khu vực nằm ở trong cái nằm trên tỉnh Đồng Tháp, người dân sẽ khó thu tín hiệu số mặt đất tại thời điểm hiện nay. Vì vậy cho nên khi những hộ được phát đầu thu này cần có tư vấn kỹ thuật ở các cái đơn vị cung cấp để nhân viên kỹ thuật hướng dẫn các cách thu xem tốt hơn. Về việc mà một tần số thu được nhiều chương trình, đấy là một cái đặc điểm của truyền hình số mặt đất so với analog. Vì vậy khán giả cần lưu ý điều này. Khi dò chương trình thì chúng ta chỉ set up cái tần số, cái kênh chương trình mà ngay cái nguồn chạm phát từ Cần Thơ phát sóng thì ta sẽ thu sập được chương trình được hơn 20 chương trình hiện nay. Dạ, xin được cảm ơn ông. Và bây giờ xin được mời ông tiếp tục giải đáp thắc mắc cho khán giả La Văn Lâm ở Tháp 10 Đồng Tháp với nội dung câu hỏi là làm sao để xem kênh của truyền hình mặt đất được thuận tiện? Để xem kênh truyền hình kỹ thuật số mặt được thuận tiện thì tôi cũng quay lại cái hình ảnh, cái câu hỏi ban đầu của hai khán giả trên hình ảnh ấy. Thì cũng xin thưa với quý vị là có khá nhiều người dân đang vẫn còn chưa rõ, chưa có khái niệm cụ thể về cái truyền hình số mặt đất là như thế nào so với các cái truyền hình hiện nay. Thì truyền hình số mặt đất chúng ta đang làm là đang chuyển đổi từ cái truyền hình analog phát sóng mặt đất sang truyền hình số phát sóng mặt đất. Truyền hình phát sóng mặt đất có một cái đặc điểm rất đơn giản cụ thể mà mọi người chúng ta có thể để nhận diện được, đó là chúng ta cần phải có một cái anten thu sóng. Thì truyền hình analog hiện nay là tất cả là mọi người dân chúng ta đang sử dụng đấy thì cần có một cái anten. Thì khi thu truyền hình số mặt đất thì cũng vẫn tiếp tục sử dụng cái anten đấy, chứ không phải là không có anten. Tôi nói rõ như vậy, không phải không có anten. Thì chỉ khác nhau ở chỗ là đối với TV của nhà mình, nếu có đã tích hợp chuẩn phát sóng DVT-2 thì không cần phải thêm bất kỳ thiết bị nào khác nữa, chỉ cần đấu nối vào cái anten cũ chúng ta là có thể đã thu được sóng rồi. Đối với những cái TV mà chưa có tích hợp chuẩn phát sóng T2 thì chúng ta cần phải trang bị mua thêm một cái đầu thu set-top box. Như cái câu hỏi trên này tôi đã trả lời đấy, thì là chúng ta cần thêm đầu thu đó để giải mã tín hiệu. Vì vậy cho nên là đối với người dân chúng ta hiện nay cần lưu ý cái việc mà khi chúng ta
nghe nói cái việc chuyển đổi từ truyền hình analog sang truyền hình số mặt đất thì chúng ta phải lưu ý đến cái phương thức thu xem hiện nay của mình. Đối với những hộ mà đang thu xem bằng dịch vụ truyền hình cáp, bằng dịch vụ truyền hình vệ tinh. Truyền hình vệ tinh là có cái chảo thu mà hướng lên trời, thì là không bị ảnh hưởng. Chỉ những hộ đang thu xem mà sử dụng bằng cái anten râu như quý vị thường thấy ở trên địa bàn tỉnh chúng ta đấy, thì mới bị ảnh hưởng. Vì vậy để thu xem tốt cái truyền hình số mặt đất thì chúng ta, như tôi nói là chúng ta kiểm tra lại ở nhà mình cái TV đã có tích hợp chuẩn chưa. Những TV được tích hợp chuẩn thì có một cái ký hiệu, một cái tem số hóa hình con mắt nhiều màu dán ở góc trên hoặc là góc dưới của TV. Và quý vị lưu ý là đa phần những TV sản xuất sau 2014 đều được chuẩn hóa, đều được tích hợp cái số hóa này. Còn các TV sản xuất trước 2014, kể cả những TV đời mới, màn hình phẳng, chuẩn HD thì chưa được tích hợp. Thì quý vị cần phải đầu tư thêm cái set-top box. Dạ, vâng ạ. Xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của ông. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với những cái nội dung mà chương trình sẽ muốn truyền tải đến quý vị và các bạn. Thưa ông Quỳnh Thanh Sơn ạ, hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều loại đầu thu khiến cho bà con rất là băn khoăn khi mà lựa chọn. Xin hỏi ông là nó có những cái quy định về tiêu chuẩn gì cho đầu thu truyền hình số mặt đất hay không? Và ông có những cái lưu ý gì cho bà con khi mà lựa chọn đầu thu ạ? Cũng như anh Đức Hòa hồi nãy cũng vừa thông tin cho quý bà con và các bạn xem đài, thì hiện nay là trên thị trường đúng là rất là nhiều cái loại đầu thu kỹ thuật số. Thì theo khuyến cáo thì với bà con cũng như là quý khán giả xem đài, thì hiện nay thì trên web của truyền hình kỹ thuật số thì có cái phần mà cái danh sách mà hợp chuẩn, hợp quy, cái thiết bị đã được hợp quy á, thì trong đó khoảng 79 cái loại thiết bị đã được hợp quy. Còn các cái thiết bị mà nếu mà chưa được kiểm định mà đã lưu hành trên thị trường thì không có được công bố trên cái hợp quy này. Thì đây là một cái nói chung là cũng lưu ý, do đó bà con coi khi mà có mua setup box, mua cái phần mà đầu thu kỹ thuật số á, thì cũng nên xem lại cái đó, cũng các cái kênh thông tin đó, cũng như là những cái người mà ở vừa qua thì mình cũng đã có triển khai cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo rồi. Những cái đầu thu đó thì nói chung cũng đã được hợp chuẩn và cũng đã được công bố rộng rãi và sử dụng. Đến thời điểm này thì cũng chưa có thấy có cái phản ảnh gì. Ngoài ra thì để mua cho nó đúng mà nó không bị nhầm thì cũng đề nghị bà con đến, thì hiện nay nó rất là nhiều cơ sở bán, trong đó thì các cái cửa hàng điện máy, rồi các cái siêu thị cũng có, rồi các cái hộ cửa hàng điện tử viễn thông, rồi nói chung là rất là nhiều cái, rồi có những cái kênh bán lẻ, người dân người ta, người bán hàng tôi đi trực tiếp đến người dân luôn. Thì đây là cũng là một cái, thì nhưng mà để mình biết cái sản phẩm nó như thế nào thì đối với các cái cửa hàng thì cái vấn đề niêm yết giá thì cái này là theo quy định là bắt buộc là phải có niêm yết. Nhưng mà có thể là không niêm yết trên sản phẩm, nhưng sẽ niêm yết trên, tất nhiên là một cái list để có cái niêm yết riêng. Có thể là ta để ở đâu đó, nhưng mà mình cũng yêu cầu để cho mình xem coi cái giá niêm yết như thế nào. Tại vì theo cái quy định là các cái hàng mà đã hợp quy, hợp chuẩn thì bắt buộc là anh bán là anh phải có cái niêm yết giá. Có thể là không niêm yết trên sản phẩm, nhưng mà mình niêm yết trên một cái bảng chung tổng thể, thì cái này cũng là một cái. Dạ, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, như ông Quỳnh Thanh Sơn đã có trình bày ở phần đầu chương trình, thì cái lộ trình số hóa, trong cái quá trình mà thực hiện lộ trình số hóa thì những người mà hộ nghèo hoặc là hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ đầu thu. Và trong cái giai đoạn 1 thì đã có một số hộ nghèo được hỗ trợ, tuy nhiên cũng có những cái hộ nghèo chưa được hỗ trợ, thì những cái hộ nghèo chưa được hỗ trợ sẽ được hỗ trợ ở trong giai đoạn 2, hoặc là có những hộ nghèo không đảm bảo được những cái tiêu chuẩn được hỗ trợ thì cũng sẽ không được hỗ trợ. Thêm một cái vấn đề mà ông Sơn cũng đã có chia sẻ đến với quý vị và các bạn, đó chính là khi mà chúng ta hiện tại sử dụng các dịch vụ truyền hình cáp hoặc là các dịch vụ truyền hình trả tiền, thì khi mà cái lộ trình chuyển sang truyền hình số hóa mặt đất thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc xem TV của chúng ta cả.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giải đáp của ông Nguyễn Đức Hòa. Thưa ông, một cái vấn đề mà được nhiều người quan tâm hiện nay đó chính là trên thị trường thì có những cái loại TV được gọi là TV thông minh hoặc là những cái TV mà có tích hợp đầu thu á. Thì như vậy là khi mà xem truyền hình thì chúng ta có cần phải trang bị cái loại TV này hay không? Hoặc là chúng ta có nên mua những cái loại đầu thu mà như ông nói đó có những cái giá khác nhau, thì có phải là đầu thu và giá càng cao thì cái chất lượng nó càng tốt hay không? Xin thưa quý vị khán giả, về việc các cái chủng loại TV hiện nay trên thị trường chúng ta thì rất là nhiều, và đặc biệt là các cái smart TV, TV thông minh. Đây là một chức năng, một cái tiện ích mới được tích hợp vào đối với những cái hãng lớn và những TV đắt tiền. Thì cái smart TV thì tính năng họ chủ yếu nằm ở chỗ là kết nối internet và xem truyền hình trên internet, truyền hình OTT. Bàn về truyền hình số mặt đất ở đây thì chắc chắn một điều, các TV smart TV hiện nay như tôi nói là từ sản xuất từ 2014 trở về đây đều có tích hợp truyền hình, tích hợp cái chuẩn phát sóng số T2 vào. Vì vậy khán giả hoàn toàn có thể thu trực tiếp. Đương nhiên khán giả cũng phải cần có một cái anten thu sóng. Anten thu sóng thì có thể sử dụng anten thu sóng trong nhà nếu chúng ta ở những khu vực cận trung tâm đối với các tỉnh thành. Còn nếu chúng ta ở xa hơn thì chúng ta có thể là dùng anten ngoài trời để thu sóng trên các loại TV này mà không cần phải trang bị thêm đầu thu. Trường hợp các TV mà cần phải trang bị thêm đầu thu thì cái lựa chọn của khán giả cần lưu ý các vấn đề sau đây. Thứ nhất là về cái hợp chuẩn hợp quy như tôi nói ban nãy. Cái thứ hai là cái nguồn gốc của đầu thu, và cái cuối cùng là cái thương hiệu và cái chất lượng nó sẽ đi kèm với lại cái giá thành. Tùy vào khả năng của mỗi nhà, chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một cái phù hợp, thích hợp với kinh tế cũng như là với cái mong muốn của người dùng. Nhưng tôi đặc biệt lưu ý là khán giả đặc biệt lưu ý là tránh nên mua những cái đầu thu set-top box mà không rõ nguồn gốc. Dạ, xin được cảm ơn phần cung cấp thông tin vừa rồi của ông Nguyễn Đức Hòa. Thưa quý khán giả, bây giờ thì các diễn giả của chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với phần giải đáp những thắc mắc của quý khán giả xem đài. Trên tay của Hồng Lê đang có rất là nhiều câu hỏi của quý khán giả xem đài gọi điện thoại đến. Bây giờ thì xin được mời ông Quỳnh Thanh Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cho một khán giả, đó là anh Hải ở Tân Quy Tây, Sa Đéc. Anh có đặt một câu hỏi mà ông cũng đã có giải đáp ở phần đầu chương trình, đề cập đến phần đầu chương trình, nhưng mà cũng nhờ ông nhắc lại một lần nữa để cho anh rõ, đó là tại sao tôi cũng là hộ nghèo nhưng mà không được hỗ trợ đầu thu, trong khi hộ bên cạnh là hộ nghèo thì được hỗ trợ. Xin chào anh Hải. Chắc trong câu hỏi của anh chắc anh ghi thiếu một từ, tất nhiên là hộ thôi nhưng mà con khoảng trắng, không biết hộ gì, nhưng mà không được hỗ trợ đầu thu. Thì chắc theo nghĩ thì chắc anh là nằm trong cái diện hộ nghèo hoặc là cận nghèo. Thì cái này nếu mà đúng như vậy thì cũng đề nghị anh là không biết là anh được là cái chuẩn mà hộ nghèo hay là hộ cận nghèo là theo cái quy định mới hay là trước đây là anh đã được hộ nghèo, hộ cận nghèo rồi. Thì vừa rồi thì nói chung là anh ở chỗ Tân Quy Tây, Sa Đéc. Thì như hồi nãy tôi đã nói từ đầu là cái vùng phủ sóng mà sau khi mà tắt cái trạm phần phát sóng analog ở Cần Thơ á, thì cái này nó cũng có ảnh hưởng tới một số khu vực. Thì cái khu vực của anh ở thì có thể không biết nó ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà ở cạnh bên thì cũng được một người là trang bị được là nhà nước hỗ trợ cái đầu thu kỹ thuật số. Thì qua đây thì theo tôi, nếu đúng anh nằm trong cái diện hộ nghèo mà đủ cái điều kiện để mà nhận cái hỗ trợ của nhà nước về cái đầu thu số, truyền hình số, kỹ thuật số, thì cái này thì xin anh là nên ra báo với địa phương để địa phương có một cái nói chung là thông báo về, báo cáo về huyện thì sẽ gửi về chỗ cái đài truyền thanh, rồi ở đây thì gửi về cái sở lao động thương binh xã hội. Ở góc độ sở thông tin truyền thông thì chúng tôi sẽ cập nhật cái danh sách này, đặc biệt là những cái phần phát sinh.
Thì cái này nếu mà thật sự nếu mà nó có như thế thì mong anh cũng thông cảm, do trong cái quá trình nhiều khi cập nhật cái hộ nghèo thì từ cái cơ sở lên. Thì ở đối với chỗ Sở Thông tin Truyền thông cũng như ở tỉnh là chúng tôi là cập nhật cái số liệu này từ Sở Lao động Thương binh Xã hội. Do đó là có thể nhiều khi có những cái nó sơ xuất, thì cái này nếu đúng như thế thì cũng mong anh bổ sung và gửi về xã và xã gửi về huyện để huyện có một cái gửi cái thông tin đó về Sở Lao động Thương binh Xã hội, và Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ gửi vào đây để sở có cái đề nghị để mà hỗ trợ cho anh kịp thời. Xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của ông. Thưa ông Nguyễn Đức Hòa, một khán giả ở Vĩnh Long, anh Lê Hoàng Anh cũng có đặt câu hỏi nhờ chương trình giải đáp với nội dung câu hỏi như sau: khi mà sử dụng truyền hình số mặt đất, nếu mà gắn thêm anten trời bên ngoài thì có tốt hơn hay không? Và khi sử dụng thì vì sao tín hiệu phát sóng lại không được liên tục ạ? Đây là một khán giả ở Vĩnh Long, thì cũng xin thưa với anh là rõ ràng là nếu chúng ta dùng cái anten thu ngoài trời, chúng ta thu so với anten thu trong nhà hiện nay thì chắc chắn là tín hiệu thu sẽ tốt hơn. Trong trường hợp, một số cái trường hợp xảy ra đối với các hộ dân thu mà thấy tín hiệu lúc có lúc không, tức là hình đứng mất hình hoặc là có hình trở lại, thì đây là trường hợp chúng ta đang nằm trong vùng phủ sóng yếu. Thì khi đấy thì anh cần kiểm tra bản thân trên cái setup của mình thì sẽ biết xác định được cái mức chất lượng tín hiệu như thế nào, và anh cần điều chỉnh về phía anten. Nếu vẫn không thấy thay đổi thì có thể liên lạc với lại đơn vị cung cấp đồ thu hoặc liên lạc với lại tổng đài của chúng tôi số 1900 1789, thì chúng tôi sẽ xác định để trả lời cụ thể các cái trường hợp bị ảnh hưởng bởi cái nguồn tín hiệu không đạt yêu cầu. Vâng ạ, như vậy là quý khán giả có thể liên hệ về số máy 0900 1789 để có thể nêu lên những cái trường hợp. 1900 1789. Dạ, vâng ạ, 1900 1789 để có thể nêu lên những cái thắc mắc liên quan đến tín hiệu đường truyền, chất lượng hình ảnh của các kênh truyền hình kỹ thuật số. Bây giờ thì xin được mời ông Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cho khán giả Đoàn Văn Sáu ở Tâm Long Đồng Tháp với nội dung câu hỏi là: đối với những cái hộ mà cận nghèo thì cần làm thủ tục gì mới được hỗ trợ đầu thu ạ? Nếu mà anh mà nằm trong cái diện hộ nghèo, cận nghèo mà có cái nằm trong cái danh sách mà đã được cập nhật về tỉnh thì anh không cần phải làm cái thủ tục gì. Nhưng mà để được chặn cái hỗ trợ cái đầu thu thì hồi nãy là các cái điều kiện thì tôi cũng đã nói ra rồi. Nếu mà ở nhà, nếu mà đã sử dụng được cái thiết bị mà như là thiết bị như là truyền hình, tôi nói là như truyền hình cáp, SCTV, rồi VTV cáp, rồi máy TV, hay là sử dụng cái truyền hình cái giao thức IPTV, rồi Internet, rồi thì cái này thì nói chung là không có cần phải hỗ trợ. Mặc dù hộ nghèo nhưng mà mình cũng không hỗ trợ. Hoặc là anh hộ nghèo nhưng mà ở nhà anh sử dụng những cái TV mà thuộc cái công nghệ cũ rồi, cái công nghệ tương tự, nhưng mà anh đã trang bị cái đầu thu số rồi thì cái này thì nói chung là cũng không, theo quy định là cũng không hỗ trợ. Nếu anh hộ nghèo mà ngoài những cái đã quy định đó mà đủ cái điều kiện để mà trang bị cái nhà nước hỗ trợ thì sẽ được hỗ trợ, chứ không có cần phải làm cái thủ tục gì thêm. Thì cái này thì tôi sẽ xem lại coi cái trường hợp anh như thế nào, sẽ coi cái phòng chức năng để anh có cái số điện thoại để liên hệ coi xem cái danh sách của Tâm Nông, tại vì Tâm Nông là giai đoạn 2, hiện nay thì cũng đã gửi đi rồi nhưng mà không biết là có hộ anh trong đó hay không. Cái này thì có thể là ngày mai sẽ có cái điện thoại trả lời cho anh biết. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Đức Hòa, bây giờ thì xin được mời ông giải đáp thắc mắc cho anh Phan Văn Kiệt ở Cái Bè Tiền Giang với nội dung câu hỏi là: thứ nhất, mua đầu số nào để xài được? Và nội dung thứ hai đó là: nghe nói mua đầu thu của công ty tới quảng cáo thì mới xài được phải không? Còn tự mua ở ngoài thì xài không có được. Dạ, xin mời ông giải đáp mà cụ thể ạ. Đây là một trường hợp, đây là câu hỏi mà có liên quan đến một trường hợp cụ thể về cái việc lừa đảo các doanh nghiệp, lừa đảo người dân trong việc mà cung cấp đầu thu truyền hình số đất. Xin thưa với anh cũng như quý vị khán giả,
Hiện nay nếu cần trang bị một cái đầu thu set top box, quý vị cần tiếp cận với đơn vị cung cấp, các cái đại lý cung cấp thiết bị phát thanh truyền hình ở trong khu vực của mình. Và như tôi nhắc, như tôi có trao đổi ban đầu ấy, thì cần nhất là chúng ta xác định cái nguồn gốc, cái nguồn thu đầu thu đấy, và đầu thu đó có được hợp chuẩn hợp quy hay không. Những thông tin này quý vị có thể là truy cập vào trang web của Bộ Thông tin Truyền thông, cung cấp những cái đầu thu đã hợp chuẩn hợp quy trên thị trường. Đối với những công ty mà đến tận nhà quảng cáo về đầu thu thì cho đến thời điểm hiện nay thì theo tôi hiểu, theo tôi biết rằng là đây là không có chủ trương đó. Vì vậy cho nên là quý vị đặc biệt lưu ý vấn đề này. Trường hợp quý vị liên lạc, nếu các đơn vị liên lạc đến, quý vị cần liên lạc cụ thể đối với chúng tôi ở tổng đài 190-189 hoặc với các cái cơ quan chuyên môn như là Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp và Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh. Dạ, xin được cảm ơn ông Hòa về phần giải đáp vừa rồi. Bây giờ thì xin được mời ông Quỳnh Thanh Sơn giải đáp cho anh Quỳnh Thanh Gành ở huyện Thanh Bình với nội dung câu hỏi là hiện nay trên thị trường thì có bao nhiêu đầu thu, vậy đầu thu nào là tốt, chất lượng ạ? Cũng như hồi nãy tôi cũng đã thông tin rồi, thì hiện nay trên cái trang web của Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đã công bố là 79 cái loại thiết bị đầu thu đã được công bố hợp quy. Thì đây là những cái thiết bị đã được kiểm định và công bố hợp quy. Thì đối với những cái thiết bị này thì nếu mà mua những cái thiết bị này thì đảm bảo về cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Về giá thành thì tôi nghĩ là nó cũng còn nhiều cái là do cái chất lượng sản phẩm làm ra. Rồi cái chất lượng sản phẩm làm ra thì trong đó nó gồm nhiều thứ. Ví dụ cái đầu thu kỹ thuật số này nó có nhiều cái công năng, hoặc là cái CPU nó là cái loại sử dụng cái CPU là nó mạnh hơn. Rồi cái bộ RAM nó là sẽ lớn hơn. Rồi các cái tính năng, ví dụ những cái ngõ, những cái cổng HDMI, rồi cái ngõ RF, rồi nói chung là nó nhiều cái tính năng. Rồi trong đó có những cái tính năng, ví dụ là mình xem lại trong cái thời gian là bao nhiêu ngày rồi đó. Thì cái này nói chung là hiện nay trên thị trường là cái phần mà hợp chuẩn đầu thu thì nó đã có cái này. Thì cái này thì tùy theo cái giá cả cái nó đi theo với cái chất lượng sản phẩm. Thì tôi nghĩ là cái này thì có thể là mình, nếu mà có điều kiện được thì các anh có thể lên mạng, có thể mấy anh search, mấy anh tìm xem cái giá nó như thế nào để mình có cái mình tham khảo. Đặc biệt cũng như tránh cái trường hợp cũng như hồi nãy các anh cũng có một cái câu hỏi là để không ấy thì mình khéo, không khéo thì mình sẽ bị các cái đối tượng khác mà lợi dụng trong cái lúc mà chuyển từ truyền hình tương tự sang truyền hình số hóa này để mà đi kinh doanh bất lợi, nói chung là đi kinh doanh bất hợp pháp trong vấn đề mà bán các thiết bị đầu thu. Xin cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Quỳnh Thanh Sơn về phần giải đáp vừa rồi. Thưa ông Nguyễn Đức Hòa, Hồng Lê nhận thấy là trên bàn của ông còn rất là nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Thì xin mời ông có một cái phần giải đáp cụ thể cho một cái trường hợp khán giả, cũng như là có những cái lưu ý đối với khán giả khi mà lựa chọn đầu thu luôn ạ. Vâng, thưa khán giả, thì hiện nay thì có khá nhiều câu hỏi nhưng cũng đã được trả lời và trùng lặp nhau. Tôi xin trả lời một câu hỏi cụ thể như vậy. Tức là từ anh Huỳnh Duy Khương tại huyện Lai Vung. Và câu hỏi là đang xài Vinasat, khi chuẩn bị cắt sóng thì giảm số kênh. Vì sao không xem được kênh truyền hình Đồng Tháp 2 nữa? Đây là một cái tình huống cụ thể thì cũng xin nói rõ như vậy. Tức là anh Khương đang sử dụng Vinasat, tức là truyền hình vệ tinh. Truyền hình vệ tinh thì cái truyền hình vệ tinh thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc mà số hóa truyền hình này. Số hóa truyền hình là chỉ tác động đến cái truyền hình số mặt đất mà khán giả thu bằng anten râu, cho nên là truyền hình Vinasat không ảnh hưởng. Thì anh Dương cũng lưu ý vấn đề này. Dạ, xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của ông Nguyễn Đức Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề ngày hôm nay của chương trình đó là số hóa truyền hình, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý khán giả xem đài. Tuy nhiên do thời lượng có hạn nên chúng tôi phải khép lại chương trình tại đây. Những thắc mắc của quý vị và các bạn thì sẽ được lần lượt giải đáp trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Do đó thì quý vị và các bạn hãy dành thời gian để đón xem, để được theo dõi những cái phần giải đáp cụ thể đối với từng trường hợp mà quý vị đã đặt câu hỏi cho chương trình.
Đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn ông Quỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp ạ. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Nhân dân của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.